Tùng TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Đó thì ngày mai mình có chuyến bò về con Tâm. Đó thì mình mới về được 3 con 3B. Đó mình báo giá chi tiết cho quý bà con ở khu vực con Tâm. Ngày mai có nhu cầu thì sẵn xe mình ghép chuyến mình vận chuyển luôn cho. Đó thì ngày mai mình giao về Phương Quý, Vinh Quang. Đó, cho anh Tường khách cũ đó, mua của năm quái của mình 5 con đó, và năm nay anh nâng đàn lên 6 con đó, thì anh thì đặt hàng lớn thì mình mua về có mấy con nhỏ nhỏ tiền hơn đó, thì mình quay video chi tiết để bà con ở khu vực con Tâm có nhu cầu thì liên hệ nha. Rồi đó là con đầu tiên này đó, con này là con số 1, con này là con 3B bông mũi tiêu đều mình, gọi là bông điêm xuông á, bông mũi tiêu phần đầu phần bụng, còn trên mình là điêm xuông đều mình, cực kỳ đẹp luôn đó, cấp mình cao dài dẻo dạt đó. Đây, mông đùi nó như thế này đó, quay để quý cô chú anh chị xem tham khảo. Rồi mình báo giá nhanh con này là 17 triệu đó, để quý cô chú anh chị quý bà con tham khảo đó. Ngày mai khu vực con Tâm có nhu cầu thì mình ghép xe luôn, vì là chơi cho anh 6 con, với lại một cặp thì mình giao ở An Khê là 8 con, xe mình vẫn còn dư mấy chỗ đó. Rồi thì con này là con đầu tiên đó, giá là 17 triệu đó. Rồi tiếp theo con này là con số 2, con này là bông mũi tiêu đều mình đó, đứng thẳng thối một bề ra bà con xem, rất là to nha, chân trụ to dẻo dạt đó, chân trụ to, mông đùi đây, mông đùi phê đó. Con này thì chia sẻ với quý bà con là cây sữa lâu rồi đó, hơi găng bò nhưng mà khung sắt thì rất là tốt, đẹp bò đó. Giá con này là 18 triệu đó, để bà con tham khảo. Bông mũi tiêu đều mình đó, quay con bê chi tiết bà con xem, tai tròn mạch cục mẹ man đó, chân trụ to, cấp mình cao dài thẳng thốn đó, chân trụ to và thẳng, mông đùi như thế này đó, mông đùi vuông đùi dài đó, bê cực kỳ đẹp luôn đó. Con này là con số 2, giá con này là 18 triệu để bà con tham khảo, bê cực kỳ đẹp luôn nha đó. Rồi ngoài chuồng quài này mình còn một con nữa. Rồi con này là con số 3 đó, con này thì đen mung một màu, mỏng da mướt lông, mông đùi cực kỳ phê luôn đó, mông đùi nó như thế này đó. Con này thì mông đùi như F2, mông đùi khủng khiếp ơi kém rồi, mông đùi khủng khiếp luôn đó, cấp mình cao dài đó, lại hở đó. Con này thì dày đi đúc, chiều cao con này thì 1m1 thôi nhé bà con đó, 1m1 thôi, mà con này đặc biệt là cái dàn mông nó y như F2 luôn đó. Đây, quay để bà con tham khảo. Rồi con này là con số 3, giá con này là 19 triệu 500 đó, bà con tham khảo khu vực Gia Lai con Tâm có nhu cầu đó, mua bò 3B vỗ béo đó, nhị tiền thì liên hệ với mình, giá cả thì công khai chi tiết bà con như vậy, ngày mai tiền xe thì mình ghép chuyến đó, để bà con tham khảo, mong đùi cực kỳ phê luôn đó. Rồi chi tiết như vậy, bà con có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại bên cái file màn hình của mình. Mình làm video này dạng là video ngắn đó, vì là số lượng bò nó ít, mà ngày mai mình có chuyến để mình ghép đó, nên là mình chia sẻ với quý bà con là mình quay video để bà con tham khảo, mà có nhu cầu thì mình ghép xe mình vận chuyển cho quý bà con, có con giống chất lượng về nuôi đó. Bà con hàng lớn lớn này thì mình giao cho anh Tuân, anh thì mua bò nuôi bò của mình 1 năm rồi, nên là không có cần xem bò nữa đó, mình tuyến ra những hàng lớn chất lượng nhất đó, mình giao cho anh đó, giao cho anh ngày mai 6 con thì đồng giá chỉ có 21 triệu một con thôi đó, nhưng mà con nào nói đẹp cực kỳ luôn đó. Còn 3 con này thì hàng nhỏ tiêu, con 17, con 18 và con 19 rưỡi đó, là con nhu cầu thì tham khảo rồi liên hệ với mình. Rồi nói chung là bò nó cũng có bao nhiêu đó, mình quay video để bà con tham khảo, nhu cầu thì chốt. Rồi nói chung là ngày mai thì ở khu vực con Tâm có thì sẵn chuyến mình ghép luôn, còn nếu mà bà con ở khu vực khác á, thì có chốt thì mình vẫn cứ để đây rồi mình nuôi, rồi mình ngày mai mình giao con Tâm xong rồi mình về mình mua thêm nữa rồi mình ghép chuyến mình giao cho bà con, chứ không sao hết, chứ không phải là bà con khu vực con Tâm có nhu cầu thì những con này mình không có bán chỗ khác được, nên là bà con yên tâm nha, bán hết chỗ nào cũng bán
Nhưng mà ngày mai có chuyến về con tôm thì bà con con tôm thì mình ghép luôn. Còn bà con Phú Yên hay là Gia Lai đồ đó hay là Quảng Ngãi mà có nhu cầu chốt thì vẫn chốt bình thường. Rồi mình khi nào mình có chuyến thì mình sẽ ghép cho quý bà con chăm sóc đó, giao cho bà con như vậy. Rồi ok. Đó, mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà con đã xem video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video của mình đến người thân bạn bè được biết đến Tùng TV nhiều hơn, để mình có động lực ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý cô chú anh chị, quý bà con. Rồi bye, hẹn gặp lại quý bà con những video tiếp theo.